chào tất cả đại gia đình nha. Thì hôm nay là ngày 7 tháng 1 năm 2022 ha. Thì đừng sáng nè, bò mới về em tranh thủ quay cái clip bò cam chia mấy nay hết bò đó, bán hết trơn chuồng rồi đó. Bữa nay mới nhập về tầm khoảng trên dưới gần 50 con ha. Đây thì em quay sơ lược chân móng hình tướng rồi quý vị coi tham khảo ha. Muốn mua cặp nào hoặc con nào thì cái số trên cái đít con bò đó, quý vị hãy điện thoại lên số điện thoại trên màn hình ha để gặp anh Phúc. Thì hiện nay chạy mình đã còn hôm nay gầy là bò lứa là bán sạch hết trơn rồi, về là đăng lên là bán banh bày hết, tích tắc trong vòng 30 giây. Thì thời gian qua chạy bò Phúc Lộc cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em ở gần xa ha, đã tin tưởng và ủng hộ ha. Hiện tại chạy bò còn khoảng cặp bò lứa khoảng chừng 45-46 triệu à. Có anh em nào muốn mua thì tối nay tranh thủ nhanh tay gọi lên số điện thoại cho màn hình ha, để được ghép xe luôn ha. Đêm nay em có chuyến đi Tây Ninh ha mọi người. Thì mọi người coi tranh thủ đếm này đi, rồi muốn chốt bao nhiêu con bò ghé đó, hoặc là em còn được cặp bò lứa 45 triệu đó, thì mọi người chốt rồi bắt đầu em ghép xe đi Tây Ninh trong vòng tối đêm nay luôn ha. Thì bò mới về mới chắc luôn, mới nóng hổi luôn nha mọi người ơi. Mọi người coi đi, đầu cổ con nào nấy nhìn là có duyên lắm mọi người. Bò này thì em báo giá sơ lược luôn ha, chứ không có báo từ cặp được, bị đông quá em báo giá từ cặp rồi mất công ha. Chứ phải như ít tầm 10 con đồ, 15 con đồ em báo giá được, con này quá đông rồi. Thì bây giờ này em báo giá cho quý vị sơ lược nè ha, 14 triệu đổ lên, 18 triệu đổ về mỗi một con ha. Thì một cặp là 28 triệu là quý vị có, quý vị nuôi rồi ha. 28 triệu đến 36 triệu là quý vị có nuôi rồi, tùy theo lớn nhỏ tốt xấu ha. Thì bò này thì quan trọng là cái giá tiền thôi, chứ cái độ xấu là quý vị khỏi chơi. Em nhập về bò mới quý vị nuôi, mọi người khỏi sợ ha. Thì địa chỉ của trại bò Phúc Lộc mà nằm ở ấp An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, hướng đi lên Châu Đốc tầm khoảng 30 cây số thôi mọi người. Đây thì địa chỉ của chạy là nào, có chỗ có nơi mua bán bến bờ tại địa điểm đàng hoàng ha, không có mua bán lưu động ha mọi người. Đấy thì chạy lúc nào cũng định giá sát sát hết, mọi người cứ yên tâm khỏi sợ lầm lo lắng ha. Thì cái kênh chạy bò Phúc Lộc là đặc biệt ha, thì mua bán tại chỗ tại nơi, không mua bán lưu động, mọi người cứ nên cân nhắc ha. Thì em bán thì mấy anh em mà thấy bò có đẹp đó thì bên tay phải màn hình đó có chữ đăng ký màu đỏ đó, mọi người bấm vô chữ đăng ký đi, cho em xin một lượt đăng ký đi. Đây thì cặp bò này em đã bán rồi nè, chốt cho anh khách nè, 35 triệu. Đây bò lứa nè, 35 triệu. Thì tối nay em có chuyến đi Tây Ninh ghép xe nha mọi người, tranh thủ nhanh tay gọi lên số điện thoại ưng con nào hoặc cặp nào đó để được sở hữu mấy con bò tốt, mà cũng như có gian chuyến xe người ta, là cũng như là mình có gian chuyến xe là khỏi tốn tiền xe đó, là giá là hữu nghị đó ha mọi người. Ghép xe nha trong tối đêm nay nha. Đấy quay cận cảnh từ con cho mọi người xem tham khảo được ha. Rồi đây ngày 7 tháng 1 năm 2022, thì xin nhắc lại là ghép xe nha. Phía anh em có chuyến đi Tây Ninh giao bò cho mấy anh khách ha. Thì mấy anh em nào mà có ưng ý bò nghé của anh Phúc đó, bò cam chia đó, thì mấy anh hãy tranh thủ nhắc cái máy lên, gọi lên số điện thoại cho màn hình đi để gặp anh Phúc, đặng để được ghép xe đi chung với tối đêm nay để được đỡ tốn tiền xe ha. Đây thấy xương sát hình tướng là quý vị khỏi phải bàn ha. Chạy của em lúc đầu lúc nào là cũng nhập về bò cam chia bò nghé là tuyệt vời, xương sát to đùng dậu đúng lòng thòng để cung cấp cho bà con hoặc là mấy anh dỗ béo số lượng lớn ở các tỉnh ha, để có doanh thu
lợi nhuận nhiều, lợi nhuận cao ha. Đây ẩm gài mấy anh cũng có hỏi đó, thì bữa nay về cũng nhiều lắm nè, mấy anh có chốt cặp nào hay là quýnh hết bầy đó thì em bao xe mua đủ số lượng em sẽ bao về tới nhà tặng nơi cho mấy anh mấy chú mấy bác. Còn bò lứa, phần bò lứa, bò vỗ béo, bò hàng tiền lớn á, từ năm ngoài đấu lên á thì ngày mốt đi, em hứa quý vị ngày mốt đi thì hai ngày nữa em mới có về số lượng đông. Hai ngày nay đi mua không có quý vị, mình nên chạy mệt quá trời mệt, đi từ sáng tới chiều tới tối dần dạng, từ sáng chiều tối dần dạng. Bò thì có nhiều nhưng mà nhưng mà giá cả nó mắc á, rồi thành thử ra không có mua được về mà để cung cấp cho bà con nuôi, mua mắc về bán mắc coi không có được ha. Cái gì cũng phải chăng thì tầm khoảng 2 ngày nữa đi, mọi người muốn mua bò lừa vỗ béo đó thì 2 ngày nữa đón chờ ha. Còn hiện giờ thì mấy anh em nào muốn mua bò ngé, bò mini đó thì để đây nhân dịp clip đây, tối đêm nay chỉ trong vòng một đêm thôi, một đêm duy nhất ha, một đêm duy nhất để tối đêm nay để ghép xe về Tây Ninh ha. Mấy anh em Dương Minh Châu rồi đó, mấy fan đó mấy anh có thấy clip này cho em xin một like nha và một lượt đăng ký nha. Thì còn tầm xin cái lên clip này em cũng nhắc luôn ha, thì còn tầm khoảng 10 bữa nữa, 10 bữa nữa là Tết đó heo quý vị. Thì mấy anh mà khách mối mang Tây Ninh đó, đặc biệt là Tây Ninh ha, thì thời gian qua là ủng hộ bò lứa bò thịt của em đó ha, thì mấy anh còn 10 bữa nữa đi thì mấy anh ủng hộ em sẽ có quà Tết ha, chi ăn cuối năm cũng như là đầu năm có quà lì xì ha. Đấy có những quần quà nha quý vị mọi người. Thì đây hai bò này là em chỉ còn được có hai con bò này duy nhất thôi, hai bò lứa của em thôi, để em bán sạch xanh xanh hết, chỉ còn hai con bò này lần tiền chung chung, tầm chung chung tiền dễ chơi lắm nè, hai con bò này 45 triệu nè mọi người. Đấy xương xác đẹp lắm á, đầu cổ hình tướng là khỏi chơi ha. Đây thì mấy anh em nào mà có muốn bán bò thịt bò lứa gì đó thì hãy gọi cho em sang nha, hoặc gọi cho anh Phúc đây.